Đội tuyển Việt Nam trải nghiệm sân thi đấu Iraq, nơi từng chứng kiến dàn sao Italia tung hoành. Một ngày trước khi bước vào trận đấu với Iraq, trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã làm quen sân vận động Yassin bin Hamad. Sân vận động này có sức chứa 15.000 chỗ ngồi và sẽ là nơi diễn ra màn so tài của thầy trò Philippe Trujillo với đội tuyển Iraq. Đương nhiên, chất lượng mặt cỏ ở các sân vận động phục vụ vòng chung kết Asian Cup 2023 là không cần phải bàn đến. Mặt cỏ được chăm chút tỉ mỉ, từ chế độ tưới tiêu cho đến cắt tỉa. Điều này đã đem lại trải nghiệm hoàn hảo cho các đội bóng thi đấu tại nơi đây, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận ở trên sân Yassin bin Hamad, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã có những trao đổi sơ bộ về đấu pháp sẽ sử dụng cho trận gặp Iraq. Theo đánh giá của huấn luyện viên Philippe Trujillo, Iraq là đội tuyển thuộc top 6 châu Á, đủ khả năng để dự vòng chung kết World Cup 2026, nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam lùi bước. Ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay giải, đội sẽ hướng đến màn trình diễn nỗ lực, tích cực để làm món quà tặng cho người hâm mộ. Ông Trujillo tin tưởng các cầu thủ Việt Nam đang từng bước tiến bộ, bản lĩnh được trui rèn hơn. Và đặc biệt khi gặp các đối thủ hàng đầu châu Á, ông hy vọng trận đấu với Iraq sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tự tin dám chơi bóng ngay trước đối thủ này. Các cầu thủ cũng phấn chấn hơn sau những ngày qua, họ bắt đầu tìm lại niềm vui để có một trận đấu hay trước đội tuyển Iraq. Nói thêm về sân Yassin bin Hamad, sân vận động này từng tổ chức FIFA Club World Cup 2019 cũng như siêu cúp Italia vào năm 2014 và 2016. Khi đó những Juventus, Napoli, AC Milan đã thi đấu tại nơi đây và đem đến các màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 1. Nếu mà anh về sân nhà đá rồi, đương nhiên là sẽ
còn đấy là chuẩn bóng lẻ, còn nếu mà chuẩn bóng tập trung thì là chuyển xeo mạng hôm nay tôi đang nhìn về video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.